tím thác. Của mình luôn đấy. Khi được Mia tặng cho gấu bông, người bạn này lại tỏ vẻ không hài lòng, sợ sệt, pha một chút không thân thiện, làm cho Mia hơi sửng sốt. Lần này không chịu hả? Mia cảm thấy một chút ngỡ ngàng vì lần đầu tiên thấy các anh chị mồ côi với ánh mắt nhìn vừa một nửa
không thân thiện vừa mọi người sợ sệt. Nè bạn cho kìa. Tội nghiệp PI đi tìm các bạn cho mà các bạn bị mặc cảm, các bạn không muốn lấy. Nè, nè con nè, bạn cho con nè. Lại một trường hợp khác, Mia muốn chia sẻ gấu bông cho bạn khác, nhưng người bạn này cũng lại không nhận. Mia rất ngạc nhiên. Ba mẹ phải giải thích cho em rằng các bạn ấy đang buồn, đang mặc cảm. Các bạn ấy thích cái người thân chứ không chỉ thích gấu bông. Đây nè Mia. Mia cho bạn đây con. Nè cho bạn này. Rồi cho bạn cầm đi. Nè. Cho bạn thêm một cái đó. Đừng sợ. Cũng như một số người trong đoàn, đây là lần đầu tiên Mia được tiếp xúc với các anh chị, các em nhỏ trong mái ấm mồ côi. Vì vậy ở trong Mia pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau, vừa sợ sệt, vừa thấy làm lạ, vừa buồn và có vẻ suy tư lắm. Xuống dưới đây các cháu nhỏ hơn mà các cháu bị liệt. Mia với mẹ đi xuống dưới đây nè. Đi theo các sờ xuống dưới đây con ơi. Mia. Con để cho em nè. Đây bạn cho con nè đó. Cho bạn nè. Nghe đó, bạn cho nè con. Rồi mẹ phát tiền nữa. Ừ. Đây các cháu từ 1 tới 2 tuổi. Sao bữa nay bạn có trở rồi. Mấy lần trước qua thì đây là cái số tiền trong cái chương trình hòa nhạc có gửi lên coi đó thì của ban học sinh xuyên Việt với lại các phụ huynh ở trường nhạc Bắc để gửi sơ số tiền. Đây là 60.650.000. Sơ xin cảm ơn thầy với anh chị em một phiếu đi nhé. Tạo điều kiện để tại đây.
Các sơ là thuộc dòng bên đánh giá ánh sáng Đà Lạt đấy. Đà Lạt. Đúng rồi. Đà Lạt. Đà Lạt. Có sơ giá sức khỏe. Đà Lạt. Đà Lạt. Sơ riêng sơ thì có 4 lần ung thư mà 2 lần hóa trị. Hết 16 lần. 16 lần hóa trị. Chúa để ngày mẹ giờ nào thì phục vụ Chúa giờ đây. Cái kia nó bị đau không? Em bị đau, em bị bệnh. Em bị lên bệnh chứ đầu em nấu to. Em bị bệnh là đau về não, cái não của em, cái đầu của em nó bị hư, ở trong nó toàn nước. Mia thắc mắc, Mia thắc mắc tại sao cái đầu em bé to như vậy? Yêu thương em ơi. Còn em bé này là không có não, em bé này là không não. Cháu như thế nào, nhưng mà hầu hết khi mà người chăn nuôi mà đúng là đúng sự thật như là mình là mình bên công giáo họ rất là hạnh phúc. Thank you.
đến cho ba mẹ. Chị sao không muốn đến thăm những em bé như vậy nữa không?